Ta đã làm quyết định sai lầm nhất cuộc đời, là giúp công chúa đại hạ hoàng triều, hay là giúp thánh tử âm nhạc hoàng triều. Giúp ta có thể cho ngươi liệt thổ phong vương. Điều kiện này của ngươi đúng lúc nói trúng tim đen của ta. Đối thủ của ngươi là ta, song kiếm hợp bích. Chạm. Toàn trường một mảnh yên tĩnh. Chỉ còn lại Tần Phong và Lâm Tam thở dốc nặng nề. So với khả năng hồi phục biến thái của Tần Phong, Lâm Tam lại gầy đi một vòng, khiến hắn có một đầu tóc bạc. Chúc mừng ký chủ. Răng bẫy hãm hại thiên tuyển chi tử, khiến hắn tiêu hao nguyên khí cực nhanh. Nhận được 100 bạn phản diện điểm. Mặc dù bạch y hộ vệ đã bị tiêu diệt, nhưng ba cao thủ sinh tử lại vây quanh. Thành chủ mang đến vất vả là mới giết được một tên, giờ lại đến ba tên. Lần này thật sự xong đời rồi. Lâm Tam khóe miệng hiện lên một nụ cười khổ, vẫn không hiểu tại sao phải đánh hắn. Lâm huynh đừng bi quan như vậy, chúng ta song kiếm hợp bích, thiên hạ vô địch. Một lần không được thì hai lần không được thì ba lần không được thì bốn lần. Ngươi thật sự cho rằng ai cũng biến thái như ngươi sao? Lấy đại viên mãn của nhất kiếm khai thiên môn làm bình thường sao? Lúc này xung quanh cũng xuất hiện rất nhiều khí tức cường đại, đều là bị song kiếm hợp bích vừa rồi thu hút tới. Trong đó có cả thiếu trang chủ Minh Kiếm Sơn Trang, nhất kiếm, thiếu tộc trưởng của Đại Mạc Yên Vân tộc, thiên tuyển chi tử hạng cuối. Đường Tam vừa thấy, ánh mắt hiện lên một tia kinh khủng, lại nhớ tới nỗi sợ bị Tần Phong áp chế. Làm sao có thể mạnh như vậy? Ta có thể, ta nhất định có thể chiến thắng vị thiên kiêu hoang cổ đệ nhất này. Quả thật là một hán tử đỉnh thiên lập địa. Hắn cư nhiên thật sự vì Lâm Tam mà cùng toàn bộ hoang cổ. Phong ca ca thật lợi hại. Tần Phong, Lâm Tam thật đáng sợ. Xem ra lựa chọn rời khỏi sư môn của ta là chính xác. Bất quá khi hắn nhìn thấy ba cao thủ sinh bao vây Tần Phong và Lâm Tam, cuối cùng lại hiểu ra không đúng. Sư phụ của ta căn bản không sai. Đây vốn là một thế giới cá lớn nuốt cá bé. Sư phụ chỉ là thuận theo thiên đạo gì sai mà sinh tồn. Sư phụ, mặc dù đồ nhi không thể tự tay báo thù, xem ra bọn họ cũng sống không được. Linh hồn người trên trời có thể an nghỉ rồi. Đường Tam ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh thẳm, nước mắt cũng không ngừng chảy xuống. Không ngờ sư phụ ngay cả khi sắp chết mơ hồ hình như nhìn thấy nụ cười an ủi từ ái của sư phụ. Nhanh lên động thủ, tuyệt đối không thể cho Tần Phong thời gian khôi phục. Ba cao thủ sinh tử cảnh cũng cảm nhận được sự đáng sợ của Tần Phong. Chúng ta lên, lần này hơi phiền phức rồi. Ngay lúc này, ba cường giả sinh tử cảnh nghe thấy âm thanh kỳ lạ gì đó. Cái gì vậy? Chỉ thấy ba mũi vũ tiễn lóe lên ánh sáng vàng kim, bắn về phía ngực của bọn họ. Đây là Tam Tinh Liên Xạ, kim sắc truyền thuyết. Toàn trường mọi người đồng loạt nhìn về phía mái nhà, chỉ thấy một thanh niên anh võ bất phàm, tay cầm một cây cung long cốt. Người tới chính là Bạch Nhật sinh tử cảnh cửu trọng, đó chính là kim sắc truyền thuyết, được xưng là giới đại địa vô địch thủ kim sắc truyền thuyết. Đúng vậy, nghe nói mỗi khoảng ngàn năm sẽ có một thế hệ kim sắc truyền thuyết mới xuất thế, còn sẽ với tốc độ cực nhanh trưởng thành, trở thành người đứng đầu giới đại địa. Mỗi đời đều là chưa từng có ngoại lệ. Đùa chứ? Nhất kiếm ánh mắt đờ đẫn nhìn Bạch Nhật, không thể tin được hắn cư nhiên trở thành kim sắc truyền thuyết. Sư phụ, đồ nhi cảm thấy vẫn là người sai rồi. Mặc dù cả lớn nuốt cả bé thuận theo thiên đạo, nhưng cũng là hành vi của cầm thú. Đồ nhi muốn vì nhân loại mở ra một con đường tươi sáng, tạo ra một thế giới không có cá lớn nuốt cá bé, mọi người đều bình đẳng. Cho dù phải trả giá bằng tính mạng, đồ nhi cũng vẫn nguyện ý vì lý tưởng trong lòng cánh vác mà tiến lên. Nói xong, Đường Tam lại một lần nữa ngẩng đầu nhìn lên trời, mơ hồ lại nhìn thấy nụ cười an ủi của sư phụ. Ha ha ha, cúi đầu làm lễ. Phương tiểu thư và thành chủ lại đấu một trận, hai người không hẹn mà cùng lùi lại một đoạn. Ngươi là Bách Biến Ma Quân, kỳ quỷ vẫn là bị ngươi nhìn ra rồi. Đúng vậy, ta chính là Bách Biến Ma Quân. Hiện tại nô gia tên là Đông Phương, bớt làm người ta ghê tởm đi. Sao ngươi lại đột nhiên mạnh lên nhiều như vậy? Còn nữa, với tư chất của ngươi căn bản không thể đột phá phiêu miểu cảnh. Mạnh lên đương nhiên là do chủ nhân của nô gia ban cho. Chủ nhân đã giúp nô gia có được một cơ hội dùng lục vị địa vương hoàn hoàn thành việc nghịch thiên cải mệnh. Năm khối linh thạch cực phẩm. Cho hỏi lục vị địa vương hoàn là gì? Cư nhiên có thể nghịch thiên cải mệnh. Thì như ta đã từng nghe qua, là một loại mệnh cách cực kỳ đặc thù. Ta cũng từng nghe nói có một số nữ tử có mệnh cách đặc thù, chỉ cần được sủng ái là có thể đạt đến ngôi vị đại đế. Đùa chứ? Ngôi vị đại đế sao có thể đơn giản như vậy? Mệnh này nọ, tin thì có, không tin thì không. Giả thần giả quỷ, có phải giả thần giả quỷ hay không? Chờ lát nữa ngươi sẽ biết. Lam, Lam sắc yêu cơ. Toàn trường lập tức vang lên một mảnh kinh hô, phát hiện những đóa hoa hướng dương màu lam này rất quen thuộc. Tương truyền mấy vạn năm trước, một thế hệ yêu nhân hoành không xuất thế, dùng thân nam nhi tu luyện thành thân nữ nhi, không chỉ nhan sắc huynh đảo chúng sinh mà còn có thực lực siêu quần. Đúng đúng, đặc biệt là mỗi lần nàng ta xuất thủ, linh lực đều hóa thành từng đóa hoa hướng dương màu lam, vì vậy cũng được người tôn xưng là Lam sắc yêu cơ. Cuối cùng bại dưới tay Trường Không Kiếm Thần, từ đó về sau một đời yêu nhân bạt vô âm tín. Người đã có được truyền thừa của Lam sắc yêu cơ. Chúc mừng người đã trả lời đúng, nô gia của thật đã có được truyền thừa của Lam sắc yêu cơ đại nhân.
Hơn nữa, trước khi tọa hóa, làm sắc yêu cầu đại nhân đã suy diễn thần công lên một tầng cao hơn. Làm sắc hướng dương đã thăng cấp thành hồng sắc hướng dương. Dự báo rằng Nô gia có thể tranh đoạt ngôi vị đại đế. Tranh đoạt ngôi vị đại đế, toàn trường mọi người đều kinh hô lên. Cảm thấy lục vị địa vương hoàn không phải là lời đồn vô căn cứ. Làm sắc hướng dương đột nhiên nổ tung, thành chủ phun ra một ngụm máu tươi, trực tiếp bị đánh rơi từ trên không xuống. Đông Phương tiểu tỷ tỷ như tiên nữ giáng trần, từ trên không trung chậm rãi đáp xuống. Ngươi thua rồi, bây giờ tin chưa? Ngươi sở hữu mệnh cách lục vị địa vương hoàn là ai? Tại sao ta phải nói cho ngươi biết? Có phải Phương Trường không? Mê mơ, sao ngươi biết? Đông Phương tiểu thư không nhịn được thốt lên, nhận ra không ổn, lại vội vàng che miệng lại. Toàn trường mọi người hoàn toàn ngây người. Ta học thức ít, ngươi đừng gạt ta đấy nhé. Chính là người ở trong bí cảnh Côn Luân, một mình chiếm hết 6 của đạo của Phương Trường. Nhưng hắn là nam nhân mà, làm sao có thể sở hữu mệnh cách lục vị địa vương hoàn mà chỉ nữ nhân mới có? Cho dù Phương Trường thật sự sở hữu mệnh cách này, nhưng mà Bách Biến Ma Quân luôn là nam nhân mà. Chẳng lẽ, trong lòng mọi người đều giật mình. Không biết có phải là đáp án mà họ đang nghĩ hay không? Lúc này, Nhất Kiếm ngây người nhìn Tần Phong. Tần Phong, hắn không lừa ta.